95M 5 tỷ 5. Mới xích luôn anh em à. 8 phút, mới xích cách đây khoảng 2 phút. Hồi nãy nó có cây cờ. Hồi nãy nó có cây cờ ở đây nè anh em. À, cờ đang cháy. À, cháy gần xong rồi mà không lo tới B nên bị xích. 2397. Bị căng ấy. Phe 2397 cho phe mình nhé anh em. Map SO8. 2 VS on. Mà hai thằng một kinh đom thì xích A, A cộng. Một một chạy thì B. Một KVK ghép lật kèo kinh khủng luôn. 95. Đây là đánh mình đang chơi xích xích D nhé anh em. Đây, xích D mà để cho anh em xem này. Bầu kêu này. 24 29 800 tỷ kêu bon anh em thấy chưa? 8 tỷ kêu bon nó là A cộng ấy, cực kỳ mạnh luôn. Xích D mà đánh với tụi này. 95M chết không? Chắc không chết rồi. 6 phút. Còn 6 phút nữa. Ừ, 6 phút thì chắc không chết. Nên. Rồi, bot này. Bot vay thì thôi với anh em. Kêu bon nó vay sao mà đánh. Được chưa? 12 tỷ nè. 22 tỷ nè. 19 tỷ nè. Kinh khủng khiếp. Chắc nó sẽ quam luôn quá. Thấy nhiều boss đông nữa. 95M 5 tỷ 5. Chắc ông này đang ly quá. Boss như thế này thì thôi chứ đánh gì nữa anh em. Đánh xích D mà boss to cái đấy thì thôi bỏ tay. Mùa này ghép cặp mấy mùa rồi ghép cặp chán lắm anh em ạ. Chín năm mờ sẽ quam chết không nhỉ? Chắc không chết rồi. Đây, mình nãy giờ mình thấy cũng có lính bơm vào thành phố đó nè. Năm phút nữa. Chưa thấy ai mà đánh ly. Nhìn dạng boss chán đời luôn. 19 tỷ, 22 tỷ, 12 tỷ. À, mấy chài còn lại thì kêu bon vậy sao đánh. Đại mình vậy chứ. Kia nó toàn là beat bot không à. Xem thì đồng đội có bị zero hay không. Bơm lính vô là chắc không chết. Hình như chỗ này nó không có đủ chỗ để nó TP hay sao ấy. Không có nhiều lính để bơm. À đang xuống đây. Kệ. Ôi. 134M cũng 12 tỷ. Attila Nitki. Toàn bot bự. Quả này nó bu đông đông thì chắc nó spam quá.
3 phút nữa. Không, 3 phút nữa chắc thoát, có khi thoát. Nhồi quá, ông nào nhồi cả đám kỵ T1 rồi đấy. Ôi đã thoát rồi, khỏe ghê ta. Khỏe thật. Attila gãy rồi còn có nửa cây máu. Rồi nó sẽ quen. Chính 4M. Hên quá, thoát rồi. Tí gì chết. À, game bữa lát lát này anh em. Đang rank lì bầu vẫn tụt. Bữa thì đang rank lì bầu không tụt. Khi nào hết rank lì nó mới tụt. Bây giờ là đang rank lì bầu nó vẫn tụt này anh em. Lấy 95 xuống 93 này. Sao qua em đi đạo luôn. Lính nó còn xung quanh nó còn bơm vào trong thành phố nhiều. Nên là phố nó khỏe. 4M rồi. 91 à. Geno Hera. Năm lăm giây nữa. Đủ ngon, thoát rồi. Được ghim mũ vua là coi như thoát rồi. Nó không xếp được cái thứ hai nữa. Xong cái này random là đẹp luôn. 26 giây nữa. Hền vãi, 88M. 95 88 7M vừa vừa chạm viện chút xíu. Tí chết. Hền phết. Xin report. À có đây luôn rồi muốn ủa chết lắm thế. Chết tới 700k. Bên kia chết tới 2 triệu 5. Ngon. Địch cũng chết mớ là được rồi. Khỏe phết. Để mình coi nè. Chết 529. Chết cũng ít. Chết có 200, 218 thôi. Mấy ông kia bơm vô chết thêm nữa. Hên. Quá trời lính trong thành phố tiếp viện. Chứ không là pha để chắc toàn. Rồi, lính bơm vào nhiều phết đấy. Chứ không là toàn rồi. Map này, Genohera Genohera mà map này không có skill hỗ trợ nó khỏe nha. Khỏe phết.
Tí nữa thì đi. Anh em đánh KVK để cầu mà gần cháy hết thì lo TP nhé anh em. Xích phát là xác suất chết hơi bị cao.